Hello, xin chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hướng Minh Audio Sự Kiện bên em. Thì ngày hôm nay trong clip này em sẽ giới thiệu đến các bác một set loa sự kiện với là một combo sự kiện nữa. Thì bình thường thì em sẽ nói chia ra làm hai phần. Một phần đó là một set loa không. Set loa ở đây của em thì sẽ bao gồm một đôi bát 40 Array full sử dụng từ neo, bát neo nhập khẩu các bác nhé. Và một cặp xúc kép 50 cũng là từ neo. Đấy, đồng bộ tất cả là từ neo và côn 125 nhá. Với full đồng bộ cả combo ở đây thì là bao gồm cả tủ máy cũng như bàn mixer và cốt số ở đây. Đấy. Tổng cái giá trị combo này nếu tính cả tủ KC loa này thì nó rơi vào khoảng 100 triệu các bác nhé. 100 triệu. Đấy, ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến các bác một set loa này 100 triệu. Sẽ có một số các bác đang làm sự kiện và đến tham khảo combo này. Tại đây giới thiệu đến các bác. Ta sẽ cùng theo em đi liên qua về cái tủ máy thôi. Đây, tủ máy ở đây thì em sử dụng đầu tiên em đã sử dụng một em bàn mixer gọi là bàn mixer quốc dân có mã model là Akli MX16 Pro V2, một phiên bản phải nói là cái cho cái tiếng FX cũng như là cái chất lượng rất là tuyệt vời và vượt trội trong tầm giá. Kế đến thì là một sự đồng bộ của nhà hãng DB Aquatic bao gồm một em micro không dây có mã model là K6000, một em micro dùng trong KTV chuyên nghiệp, các phòng hát em cũng đã đi vào rất là nhiều. Và kế đến là một em cốt số 2 in 6 out với rất nhiều tính năng mạnh mẽ cũng như là sự tùy biến tùy chỉnh cực kỳ là dễ dàng điều chỉnh và cũng như là có thể phun chức năng chỉnh tay đó. Và cuối cùng là một em đẩy DB H4120. Ở đây thì em lên cấu hình em DB này đang dư hai kênh luôn các bác nhé, dư hai kênh. Hiện tại bây giờ em sử dụng mỗi hai kênh thôi, còn hai kênh còn lại chúng ta có thể dư đánh thêm một cặp nữa hoặc đánh monitor vô tư các bác nhé. Và cuối cùng là một em đẩy đây thì em lại lên một em đẩy này. Em đẩy này thì là một em đẩy phải gọi là để mà phân khúc này bên em đã bán ra cực kỳ nhiều, đó chính là em Diamond SA18002, một em đẩy size 3U chuyên về sắp các bác nhá, chuyên về sắp 1800W một kênh, cân tốt các cái cặp xúc kép trên thị trường hiện nay. Ok, và bây giờ để các bác không phải chờ lâu, em mời các bác cùng thưởng thức chất âm của bộ dàn này và sự uy lực mạnh mẽ của bộ dàn này mang lại các bác. Từ thành phố này người đã ra đi, bao năm ước mong đón bóng trở về. Trong chiến dịch này bác đã cùng về với những đoàn quân, bác vẫn đến từng nhà thăm các cụ già, cầm tay chúng con bác bắt nhịp bài ca kết đoàn. Thành phố Hồ Chí Minh, người người rực sáng tương lai, trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có bác. Lời bác thiết tha dìu dắt chúng ta sáng mãi lên người. Thành phố Hồ Chí Minh vang trên phố phường tiếng hát yêu thương, say trong ước mơ năm tháng của người, mang bóng hình người ấm áp cuộc đời có sức dựng xây. Non sông ta đàng hoàng đất nước mạnh giàu, tòa lòng bác mong nước non này ngàn năm vững bền. Người người rực sáng tương lai, trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có bác. Lời bác thiết tha dìu dắt chúng ta sáng mãi tên người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tên người thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh, người người dựng sáng tương lai trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có bác. Lời bác tiếng ca dìu dắt chúng ta sang thưởng thức chất âm cũng như là sự uy lực của bộ dàn này mang lại. Thì mọi chi tiết mời các bác hãy liên hệ ngay số hotline của em nhé, 0938 132 388. Số hotline của em Dũng sẽ tư vấn cụ thể cho các bác từ cấu hình cũng như lên thì cấu hình nào phù hợp nhất cho có thể cho các bác trong tầm giá. Thì chắc các bác cũng vừa đã thưởng thức rồi, với cặp loa Bát 40 này phải nói coi là độ phủ cũng như là cái độ chất âm của em nó cũng đã được rất nhiều các bác vừa rồi đã thử và cũng thử nghiệm và thực tế ở tại cơ sở Hiếu Minh sự kiện bên em nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.